chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Chào các bạn, hôm nay chúng tôi đã có mặt tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền thờ Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh thuộc thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đền thờ Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh nằm ở phía nam của núi Thiên Thai, được kết hợp bởi 9 ngọn núi liền nhau, giống một con rồng đang uốn lượn giữa trời và đất, bao phủ bởi lớp cây rừng xanh mướt. Đây là công trình tín ngưỡng văn hóa thờ phụng Thái sư Lê Văn Thịnh, vốn trước di tích này là nơi ở của gia đình Thái sư, sau khi hóa ra vi tự mới trở thành nơi vừa thờ Phật, vừa thờ Thái sư Lê Văn Thịnh. Kiến trúc của đền hình chữ đinh, ba gian, hai dĩ, trong đình còn lưu giữ rất nhiều tài liệu hiện vật có giá trị. Đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể dục Thể thao và Du lịch, xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1994. Mời các bạn vào thăm đền. Báo cụ là di tích của cửa dòng dưới này là cái đợt là nhà vua mới số điện thần là, đó là đi ra hồ Dâm Đàm nhà vua ra nghỉ mát. Thế trong đó là lúc chiều tối thì cơn mưa nó che khuất bật nhà vua mới số điện thần đấy. Thì cụ Lê Văn Thịnh ra đi sát để bảo vệ nhà vua. Thế lúc đó là cụ nhà vua mới vua quan cho cụ Lê Văn Thịnh ra là giết vua để chiếm ngôi. Nhưng không phải đâu, lúc đó là cụ ra là bảo vệ nhà vua thôi. Thế cho nên nhà vua lúc đó là nghe số điện thần thúc đẩy cụ Lê Văn Thịnh ra đi đầy. Cho nên cụ đi, bắt cụ đi đầy, thì lúc đó là cụ Lê Văn Thịnh đi đầy mất 20 năm ở trên Phú Thọ, Tha Thắng Phú Thọ này. Thế xong mãn tù về thì cụ được về đến đình tổ nhà mình đây. Thì lúc đó là cụ về đến chỗ chợ Điểm, cụ có văn quán ở đấy. Thì cụ là cụ hỏi cụ đi đâu, lúc đó là cụ Lê Văn Thịnh mình về còn rách chuối râu dài. Thì lúc cụ bảo là cháu đi công tác mới về, thì cụ Lê Văn Thịnh bảo là cụ có gì ăn cháu xin bát. Thì lúc đó là cụ bán quán là đi mua con cá mè bằng ba đầu ngón tay, thì về nấu cho cụ ăn chỉ được cua chưa ăn chưa được hết bát. Thì lúc đó cụ là dạ thế đấy luôn. Thế xong thì cụ bắt đầu giả thế đó là cụ nhà quán sợ quá thì mới chạy về chỗ đình tổ nhà mình đang hội. Thì cụ báo lên cho đình tổ ra, thì đình tổ ra thì thấy quần áo cụ rách chưa nằm đây. Thế giờ đình tổ ra cho là cụ là đầy khất, không biết là cụ là chạm cái tay chưa của mình. Thế xong đó là lúc đình tổ ra mới mang cái thuyền nan ra, mang cái chuyện nan ra úp người cụ
thì sáng hôm sau là mối xong cả thuyền đấy đầy. Thế sáng hôm sau thì đinh tổ này ra để ăn táng các cụ, thì nó bới ra thì trong nó có tay nải của cụ ở trong nách, là cụ đã đỗ trọng nguyên thái sư phóng sư rồi, thì biết là quê quán của cụ ở dưới này, thì trong đó là cụ các cụ trên đình thổ là xuống địa báo thì cho dân rồi bỏ tháp lên để mai táng các cụ. Thì trong đó là dân đình thổ ra là xin cụ là để đinh táng cụ trên đấy ta sở thành hoàng. Thì trong đó thì bới ra thì dân này trước cũng nhất trí thôi, để cho các cụ nó đinh táng cụ trên như thế để cho thờ đình hoàng thì cũng không có gì. Trong đó thì nhà nước và ông biết cụ thì rồi lúc đó là cụ là đinh táng đấy rồi, nhà nước cũng đó là báo dân ra lên để xây tạm cái mộ, cái tạm mộ tròn đấy thôi. Thì trong đó thì cụ nhà vua ra thì không nghe hai tai, việc ông rồng đây đây chửa mật bên lỗ tai có thì không, nhưng nghe một tai, nếu mà nghe hai tai thì cụ đi bên thịnh ra không phải đi đầy. Thế cho nên lỗi oan, lỗi oan của cụ ông rồng dưới này là gì, cụ nhờ vua là đẩy cụ đi bên thịnh là thay dạy của vua đi đầy, cho nên là nếu có con nhờ vua nghĩ là nghe cái số định thần thúc đẩy cụ để thầy mà đi đầy, cũng đó là nhà vua mới nghĩ ức oan ức quá. Đây là cái dưới cụ nào cái không, miệng cắn thân chân cho mình, ý nói là cụ cắt răng, cắn răng xé ruột ra để đẩy thầy mà đi Mỹ cay. Sau đó thì mãi năm 94 thì nhà nước mới về mới oan cho cụ, nhưng cụ năm 94 thì mới lúc đó mới được thờ cụ lên. Thì báo cáo các cụ trong chi gửi nó sơ qua thôi, để cho các cụ cũng nắm cái chuyện. Xin hôm nay xin hỏi cụ là bây giờ cái mộ là vẫn ở trên đỉnh đồi.